Đây là chương trình dành cho CEO và trưởng phó các phòng ban, cho nên tôi chỉ nói về cái mindset của lãnh đạo thôi. Có những cái mà chúng ta phải đi bằng từ trái tim, người ta sẽ cảm nhận được. Việc là ở người Việt Nam chúng ta có rất là nhiều cái ảnh hưởng của từ người văn hóa, từ cái thức ăn, từ cái cách sinh hoạt của những cái con người. Thường không nghe lời người khác, hiểu lầm nhau này kia, bởi vì không xem trọng có thể giao tiếp. Họ không có kế hoạch, người ta không tạo được cái năng lượng dương cho mọi người thì mọi người không có năng lượng để mà làm gì. Có những người thì không có dối, có những người làm rất giỏi, nhưng cũng có những người mà có thể là chua em tiền. Của em sau một thời gian em đầu tiền cho bạn đi Sài Gòn, mới xin việc qua công ty khác. Cái giá trị đầu tư tôi nhận được đó là cái tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Hôm nay mình rất là may mắn được đến tiếp cận chương trình của chị Hà. Mình muốn đi học những cái khóa học như thế này với chị Hà về để mình có thể là thay đổi cái tổ chức của mình để cho nó tốt hơn nữa. Cho phép mình gửi đến chị Ngô Bích Hà lời cảm ơn sâu sắc vì qua chương trình ngày hôm nay mình rút ra được rất là nhiều cái giá trị trong cái khóa học để mà có thể áp dụng vào trong công việc sắp tới của mình. Cái chia sẻ rất là thực dụng, tôi gọi là những kiến thức tươi sống có thể áp dụng vào ngay, và tôi cũng nhận lời video này để cảm ơn chị Hà.